Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuần Capital ngày hôm nay, chúng ta có thể nhìn vào giá cả lên xuống hàng ngày, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ. Nhưng mà đằng sau lưng, giá cả lên xuống đó, nó là cả một hệ thống, cả một nền tảng ngày càng vững chắc hơn các bạn. Và thông điệp này không phải là lần đầu tiên hùng chia sẻ với các bạn đâu chúng ta cũng đã từng nói tới rất là nhiều rồi thường đó là trong những lúc mà tình hình không tốt các bạn giống như là những cái lúc như là mùa đông crypto năm 2022 hay là năm 2018 2019 chúng ta nói tới rất là nhiều tại vì lúc đó nó rõ ràng hơn hết lúc mà tình hình vẫn còn sôi động hay là chúng ta thấy được là tình hình cũng chưa phải đến nỗi tệ đó thì có rất là nhiều cái thông tin khiến cho chúng ta bị chi phối nhưng mà cái thời điểm thường cảm thấy là thị trường này mạnh mẽ nhất đó chính là mùa đông crypto các bạn lúc đó đó thì mọi thứ nó im lặng hơn chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn những ai ở lại những gì đang được gây dựng và chính vì những cái nền tảng đã gây dựng đó đã đẩy chúng ta đến ngày hôm nay và những gì đang gây dựng ngày hôm nay sẽ để chúng ta đi xa hơn nữa các bạn có rất là nhiều thứ rất nhiều bạn đã không có quan tâm đến tại vì nó không ảnh hưởng đến giá cả ngay bây giờ nhưng mà những cái đó lại là nền tảng để chúng ta đi xa hơn trong tương lai và chúng ta thật sự đã đi rất xa rồi khi mà các bạn so sánh không phải là ngày này qua ngày nọ Mà chỉ so sánh là bây giờ so với lại cách đây 2-3 năm Và trước đó 2-3 năm là như thế nào Nhưng mà để thường chia sẻ cái clip này rồi chúng ta sẽ nói tiếp And I really confident that a year from now we will have regulatory clarity Under, under, under whomever is in charge Yes I spent a lot of time speaking to people around the Harris campaign. The one thing that comes clear is This is going to be a first term presidency, not a second Biden term. And that means different personnel, different policies. They are going to shift away from the Elizabeth Warren uh, faction, uh, which really, I think most Democrats realized it was a, a fool's errand. Like, why are you stop standing in the way of a technology that's important? You know, you think about what the important technology is coming, uh, AI is certainly the most important, but blockchain is right there, right. robotics. And so. You've been. Uh, uh publicly supporting Democrats for a very long time, but there has been a real move, obviously, within the crypto space to support former President Trump. Do you see that changing over this issue of crypto the way you now see it? You know, listen, it's 33 days to the election, and I think most people have made their their, their uh, choice up. And I think this is gonna be who gets the vote. To me, I think it's a 50-50 call right now on who's gonna win. Um, and you're gonna see it all in seven states, 42 counties, and about 100,000 votes. Uh, it's a crazy way of electing a president i do think though going forward both the house and the senate and the, whoever's in the, 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 the executive side is going to be pro crypto um, i've spent a lot of time with different congressmen and senators i'm seeing one today uh, on the republican side uh, and they all kind of get it now uh, this is an important technology for america Đó là cái sự chia sẻ đến từ tỷ phú Mike Các bạn nghĩ sao các bạn comment bên dưới. Thuận nó thì đồng ý với cái suy nghĩ là chúng ta quan tâm đến những gì xảy ra hiện bây giờ. Cái đó là đương nhiên là các bạn tại vì nó đang xảy ra. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ lại đó thì cái thị trường này nó lớn hơn và nó phát triển xa hơn và mạnh mẽ hơn những gì mà các bạn nghĩ những gì mà chúng ta đã từng trải qua đó thì nhiều vô số kể các bạn và chúng ta bây giờ đó thì quan tâm đến bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ nhưng mà trên căn bản đó khi mà chúng ta nhìn vào giá cả của BTC trong vòng bao nhiêu năm qua thì chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu đời tổng thống của Hoa Kỳ rồi các bạn trong vòng 15 năm qua và những tổng thống đó đó là đến từ cả hai đảng và chúng ta cũng thấy được là cái mà định hình thị trường này đó chính là nền tảng lâu dài và cái số lượng người chấp nhận và tin tưởng thị trường này đó ngày càng nhiều hơn và chúng ta đương nhiên sẽ có những chu kỳ lên xuống cũng giống như tất cả những thị trường khác nhưng mà mỗi một mùa chúng ta trải qua, mỗi một sự kiện lớn chúng ta trải qua thì trường này đã càng vững chắc hơn bao giờ hết các bạn. Chúng ta cũng đã thấy là trước đây đó, trước khi mà thuận và nhiều bạn tham gia thì trường này đã trải qua những cái sự kiện như là mau Gox. Rồi sau đó chúng ta trải qua những cái sự kiện như là liên quan đến cái thị trường lớn nhất của Bitcoin đã cấm những sàn giao dịch đó chính là thị trường Trung Quốc các bạn rồi chúng ta trải qua thời điểm mùa đông crypto năm 2018-19 cực kỳ khó khăn luôn rất nhiều những công ty phá sản trong thị crypto thì điểm đó các bạn nhiều những cái ngân hàng đó không muốn cung cấp dịch vụ cho những công ty crypto lúc đó nhiều quốc gia muốn cấm crypto lúc đó rồi chúng ta nói tới mùa đông crypto năm 2022 chúng ta trải qua những cái sự kiện như là hàng loạt những công ty lớn mà chúng ta không nghĩ có thể phá sản đã phá sản các bạn chúng ta nói tới Three Capital chúng ta nói tới FTX vân vân đã khiến cho rất nhiều người mất lòng tin với thị trường này nhưng mà tới cuối cùng thì sao các bạn cuối cùng chúng ta cũng một lần nữa vươn lên cho nên mỗi một lần mà trải qua những sự kiện đó thị trường này lại càng vững chắc hơn và càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết các bạn tổng thống kế tiếp của hoa kỳ là ai có thật sự quan trọng đối với lại bitcoin và crypto hay không tôi nghĩ là trong thời gian ngắn hạn câu trả lời là có chứ tại sao lại không nhưng mà đó là trong thời gian ngắn hạn mà thôi đương nhiên nếu chúng ta có một tổng thống hoa kỳ một cái chính quyền ở hoa kỳ mà ủng hộ sự phát triển crypto và có những cái lực rõ ràng thị trường này sắp phát triển còn nhanh hơn nữa các bạn nếu như chúng ta ngược lại đó có một người không ủng hộ thì chúng ta cũng nên thấy thị trường này ra sao rồi 4 năm qua thị trường vẫn tiếp tục các bạn giá bitcoin bây giờ so với bốn năm trước vẫn đang tăng cao chúng ta nhìn vào cái sự chấp thuận của Bitcoin bây giờ so với 4 năm trước đó, thì vẫn ngày càng mạnh mẽ hơn. Cho dù chúng ta đang đối đầu với lại một cái chính quyền mà không có thiện cảm bởi thị trường này thị trường này vẫn tiếp tục tiến tới thì sẽ có những người đó họ không thích thị trường crypto các bạn họ nói là giá bitcoin tăng đó thì cũng là tại vì mọi người FOMO mà thôi đó là một bong bóng tài chính vân vân chúng ta nghe rất là nhiều rồi mỗi lần giá tăng đó thì chúng ta đều nghe những cái câu nói tương tự như vậy thì câu hỏi của thằng rất là đơn giản thôi đi thằng zoom ra để các bạn sẽ thấy được là những cái thời điểm xấu của bitcoin đó thì lúc đó ai FOMO các bạn tại vì khi mà giá tăng đó thì mọi người nói là giá bitcoin tăng chỉ vì người ta FOMO vô mà thôi chứ chẳng có giá trị gì hết như vậy đó thì thần muốn hỏi là thời điểm cuối năm 2022 khi mà giá bitcoin chỉ có 15.000 đô thì lúc đó ai phô mua vào thị trường này các bạn Câu chơi lại là chẳng ai hết á, mọi người bỏ chạy Như thì tại sao Bitcoin không xuống nữa Tại vì sự thật đó là có người thật sự có lòng tin vào thị trường này Lúc mà chúng ta thấy mọi người hoảng loạn bán đó, Thì cái lực bán nó sẽ nhiều hơn lực mua Nhưng mà khi những người bán họ đã bán hết rồi Những người muốn mua những người mà có lòng tin dài hạn vào thị trường này họ vẫn sẽ tiếp tục ở lại và tiếp tục tích lũy và đó chính là lý do tại sao mà chúng ta thấy được giá Bitcoin đó không xuống nữa và tiếp tục đẩy lên và chúng ta hãy nhìn vào năm 2018-19 đi thì những lúc như là giá Bitcoin chỉ có 3.500 đô sau khi Bitcoin rớt từ 20.000 đô thì ngay thời điểm 3.500 đô đó ai FOMO vào thị trường này các bạn có trả lời là chẳng hại hết đó chính là những người thật sự có lòng tin vào thị trường này những ai muốn bán họ bán họ rời khỏi những người còn lại đó sẽ là những người mà tiếp tục dẫn dắt thị trường này đẩy thị trường này tiếp tục tiến tới cho nên những ai mà nói là giá bitcoin tăng nó chỉ là một cái phô mô mà thôi chỉ là một game tài chính vân vân bla bla chúng ta nghe rất là nhiều họ nói như vậy đó thật sự họ cũng đã phủ nhận tất cả những gì xảy ra trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn họ phủ nhận cái sự tiến triển của thị trường này họ phủ nhận thật sự là thị trường này có giá trị họ phủ nhận là thật sự có rất nhiều người có lòng tin vào bitcoin thật sự là họ muốn tích lũy tài sản này dài hạn và họ tin đây là một loại tài sản lưu trữ giá trị một vài điện tử và cái số lượng người tin tưởng nó ngày càng tăng lên các bạn cái mà thường quan tâm không phải là đỉnh của mỗi chu kỳ mà đấy mỗi chu kỳ là bao nhiêu cái đó mới là quan trọng đối với thuận tại vì chúng ta muốn thấy được là cái số lượng người tin tưởng ngày càng gia tăng lên lúc nào cũng như vậy khi mà tình hình tốt nó sẽ dẫn đến có thêm nhiều người mới đi vào thị trường này dẫn đến giá nó bị thổi phồng lên các bạn nhưng mà sau đó nó có sự cố xảy ra khiến cho rất nhiều người rời khỏi nhưng mà cái số lượng người mới đến sẽ có người ở lại thị trường này khiến cho ngày lại càng có nhiều người hơn có lòng tin vào thị trường này thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ở thuần capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn